Thưa quý vị, di sản văn hóa được coi là tài nguyên du lịch quan trọng, là cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, có một thực tế là không phải di sản văn hóa nào cũng được đưa vào khai thác du lịch. Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 172 di tích được xếp hạng, nhưng chỉ có khoảng 40 di tích, chiếm khoảng 23% là thực sự được du khách quan tâm và có nhu cầu tham quan du lịch, nằm trong tour của các công ty du lịch lữ hành. Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố trẻ nhưng là nơi sở hữu sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ và hiện đại, giữa giao lưu văn hóa Đông Tây, nơi những giá trị truyền thống và hiện đại được hòa quyện. Đây cũng là nơi thu hút được tiềm năng du lịch lớn khi mà năm 2017, hơn 6,4 triệu lượt khách quốc tế và 24,9 triệu lượt khách nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh. Doanh thu của ngành du lịch đạt 115,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,65% so với năm 2016. Trong đó, du lịch di sản văn hóa được đánh giá là một trong những điểm đặc sắc của hoạt động du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Một kết quả khảo sát gần đây cho thấy, có 386 tài nguyên du lịch trên địa bàn 24 quận huyện của thành phố, thì có đến 97,9% tài nguyên du lịch được xếp vào tài nguyên du lịch văn hóa. Hiện du lịch di sản văn hóa trên địa bàn thành phố đang tập trung vào hai loại hình di sản là du lịch gắn với di sản văn hóa vật thể và du lịch gắn với di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đa số các di sản được khai thác du lịch không phân bố đồng đều mà chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và huyện Củ Chi, Cần Giờ. Có thể kể đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bình Tây ở trung tâm Sài Gòn. Khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược tại huyện Củ Chi, di tích lịch sử căn cứ Rừng Sát, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, vân vân. Di sản văn hóa sẽ tạo nên sản phẩm để du lịch khai thác. Song hiện nay, việc bảo tồn di sản văn hóa vẫn đang là bài toán nan giải, không chỉ đối với những người trong ngành di sản, mà đó còn là vấn đề gây ra đau đầu cho mọi người và mọi ngành. Cái khó khăn nhất tôi cho là ý thức. Ý thức của mọi người, mọi ngành, mọi cấp về cái việc bảo tồn di sản văn hóa. Và dẫn đến một cái khó khăn thứ hai là gì? Là tiền. Bởi vì là có thể nói rằng chúng ta có một cái nguồn ngân sách cũng vừa phải, nhưng đầu tư quá nhiều thứ thì người ta cảm thấy rằng dường như là đầu tư cho di sản, chưa đầu tư cũng chưa chết ai. Di sản văn hóa thể hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, niềm tự hào của dân tộc. Tuy nhiên, nếu các di sản văn hóa, các bảo tàng không có khách tham quan, không kết hợp với hoạt động du lịch thì những giá trị đó cũng không phát huy được. Trong thời gian qua, cũng có nhiều đơn vị, cá nhân quản lý di tích chủ động tôn tạo, trùng tu di tích, ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Đây được đánh giá là sự cố gắng của các đơn vị, cá nhân quản lý di tích mà không phải là các đơn vị do nhà nước tổ chức quản lý vận hành. Song điều đáng quan tâm là, cùng với đó vẫn có nhiều trường hợp di tích bị trùng tu không đúng quy định hoặc bị xâm hại nghiêm trọng như Chùa Giác Lâm, quận Bình Tân, Chùa Phụng Sơn, quận 11, di tích khảo cổ học Lò Gốm Hưng Lợi, quận 8. Với thực trạng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh cần được bảo tồn với tư cách là một thành phố di sản đô thị gắn với sự phát triển bền vững. Đây cũng là một cơ thể sống có nhu cầu không ngừng thay đổi và phát triển. Tôi nghĩ là ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không nên tiếp tục phát triển những nhà cao tầng nữa. Vì trong ý tưởng quy hoạch ban đầu của một đô thị thì những con đường, những đại lộ đấy, nó là tạo nên cái nét đặc trưng của cái đô thị đấy. Nhưng mà ta cứ mường tượng là dọc theo những đô thị mà nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh cứ mọc lên càng nhiều nhà cao tầng thì ký ức lịch sử nó sẽ mờ nhạt dần lên. Các hệ thống công viên cây xanh của chúng ta hầu như là có xu hướng bị giảm đi. Với những cái khó mà việc phát triển du lịch di sản văn hóa đang gặp phải, các chuyên gia, thậm chí lãnh đạo hai ngành du lịch và văn hóa cũng thừa nhận sự phối hợp giữa hai ngành này trong thời gian qua là có nhưng chưa thực sự đúng mức. Do đó, trong thời gian tới, hai ngành sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn để giữ gìn những di sản văn hóa của dân tộc và phát huy những giá trị mà di sản mang lại một cách tốt nhất thông qua hoạt động du lịch. Việc phát triển trong công tác quản lý, bảo tồn, bảo tàng đến cái kết hợp giữa cái hoạt động du lịch kéo du khách đến với các cái di sản là một trong những giải pháp mà chúng tôi rất là chú trọng. Bởi đây là cái sự hấp dẫn làm nên cái sự khác biệt của các cái đô thị du lịch trên thế giới. Vốn đầu tư cho 2019-2020 thì cũng riêng trong cái lĩnh vực di sản văn hóa để trùng tu bảo tồn các di tích thì chúng tôi ước tính là khoảng gần 700 tỷ cho 2019-2020. Nhưng mà rõ ràng là cái nhu cầu của cái nguồn vốn này là rất là lớn, chứ không phải rằng là như thế. Hiện nay thì về phía sở cũng đang có cái tham mưu cho ủy ban trong cái sắp xếp lại các cái bảo tàng
Hiện nay chúng ta thấy rằng là bảo tàng thành phố thì các bảo tàng trên thành phố thì có 7 bảo tàng công lập, nhưng mà nó rất là manh mún. Đây là cũng là một cái khó để phát huy các cái di sản cũng như là các hiện vật trong các bảo tàng. Cùng với sự phối hợp giữa ngành văn hóa và ngành du lịch, việc kết nối các cá nhân, các tổ chức quản lý di sản cũng rất quan trọng, bởi vì đây cũng là lực lượng không thể thiếu trong việc đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến với du khách. Người dân không được hưởng lợi gì về ngành du lịch thì rõ ràng người dân cũng không có tham gia. Thế thì tôi nghĩ là cái đầu tiên mình vẫn hay nói là nếu người dân được tham gia hay có sự tham gia của người dân thì người ta sẽ có được cái sự hiểu biết nhiều hơn, rồi nâng cao lòng tự hào vân vân. Thì tôi nghĩ đấy cũng chỉ là mới khía cạnh gọi là phi vật thể về mặt tinh thần. Cái quan trọng muốn thúc đẩy và muốn để cho người dân tham gia thực sự thì bên cạnh cái việc động viên người ta về mặt tinh thần thì phải có cơ chế về mặt kinh tế. Bởi vì hiện nay di sản nó là một ngành kinh tế chứ không phải nó chỉ là một cái ngành mà mình nghĩ rằng là nó chỉ có giá trị về mặt tinh thần. Phát triển du lịch di sản ở một thành phố hội tụ đầy đủ những yếu tố văn hóa, kiến trúc đặc sắc như thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên sức hút cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để du lịch di sản văn hóa phát triển đúng tiềm năng thì cần nhiều hơn nữa sự vào cuộc của các ban ngành và người dân.